Vâng, xin chào quý anh và các chị, quý vị và các bạn. Anh em đang nhìn thấy một cái con Hanzo rất bình thường. Anh em thấy không ạ? Dùng skill 2 dạng người bình thường. Chém, tích lũy để mở khóa chiêu 1 cũng bình thường. Đấy, skill 2 dạng người cũng bình thường. Được chưa ạ? Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Chiêu cuối hóa thành ninja thượng đẳng nhá. Dùng skill anh em nhìn này, đam nảy ra 8 lần cũng rất bình thường. Đam nó không có gì đặc biệt cả anh em ạ. Đó, nhưng nó chỉ bình thường khi mà nó chưa cầm cái lưỡi há mòn thôi anh em ạ. Đây, để tôi demo cho anh em xem cái điểm bất bình thường đầu tiên anh em nhá. Đầu tiên là chiêu 2 ở dạng quỷ, anh em nhìn này. Úi dồi ôi, nó lại cộng hưởng cả đam của lưỡi há mòn cơ anh em ạ. Bởi vì cái skill 2 nó tính là hiệu ứng đòn đánh mà. Được chưa ạ? Chưa hết đâu anh em ơi. Anh em nhìn cách tôi unlock chiêu 2 này. Xùi. À nhầm, cách tôi unlock chiêu 1. Chiêu 1 unlock trong một nút nhạc luôn. Không phải một giây unlock chiêu 1 anh em ạ. Đây, nếu anh em không tin ý thì tôi sẽ cho anh em xem cách unlock chiêu 1 lên một mục tiêu. Anh em nhìn này. Ui dồi ôi, mở khóa chiêu 1 lên một mục tiêu cũng quá nhanh luôn. Đây, đánh thường tích lũy để mở khóa chiêu 1 này. Ui 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 dồi ôi. Trước đây phải đánh đủ 5 hit đúng không? Bây giờ chỉ cần đánh khoảng tầm từ 2 đến 3 hit là được rồi. Ui ôi, con Hanzo này nó mà vào trong rank thì phá đảo thế giới ảo lắm anh em ạ. Demo luôn, demo luôn, demo luôn. Out of my way or get torn to pieces. Eo, quan sân xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Topper. Và như những gì bữa có chia sẻ với anh em, cái con Hanzo này nghe chừng là quá thú vị đi. Cho nên là mỡ sẽ vào trong game, mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay về vị tướng Hanzo không lên chí mạng và lên full hiệu ứng đòn đánh. Nhưng nếu anh em có thể để ý kỹ cái set trang bị ở đây là mỡ đã lên full tốc đánh đến từ Hanzo này luôn. Lưỡi hán mòn này, kiếm diệt quỷ, gậy như ý, trong phòng kiếm, 4 đồ tốc đánh nữa anh em, đúng không ạ? Và ở đây mỡ đi rừng thì mỡ cũng tiện đường sang thăm rừng tìm bạn một tí. Nhưng ở đây là có Franco. Ơi, ơi mỡ xin lỗi, mỡ sai. Mỡ xin lỗi. Ơ, thằng nào hòa đá đấy? Ui dồi ôi, thằng Frank béo nó cứ hòa đá anh em ạ. Thôi mỡ xin lỗi, mỡ sai rồi. Ui dồi ôi, ui dồi hay quá. Có ông God. Ui dồi ôi, ông God này tuyệt vời quá nhỉ. Đúng là người đồng đội của mỡ. Nhưng thì điếu làm cái con Franco nó lại cầm hòa đá là như nào. Ui, cái quả combo kéo vào xong áp chế xong rồi hòa đá. Mắc khống chế luôn à? Wow, Franco này đánh gọi là phải tự tin vào những cái phát kéo của mình lắm đây. Đúng là meta mới, mùa giải mới đến thì cái gì nó cũng mới anh em ạ. Ấy nhưng thôi không sao, vừa xong là mỡ không cướp được cho mình đó là cái con có tung tăng, nhưng mỡ cũng đã cướp đi cho mình đó là cái con gấu bên phần rừng của bên phía của Matis. Và vì thế cho nên là mỡ lên được cái level 4 sớm hơn so với thường lệ. Và bây giờ mỡ sẽ hướng xuống đường dưới anh em nhìn này. Một lần triệu hồi ninja thượng đẳng, bây giờ vẫn canh như bình thường thôi anh em. Một tình huống mở khóa chiêu 1 đến từ cái lần dùng skill trúng của mỡ. Và chiếc công đầu thuộc về đó là top mỡ. Và ngay lập tức đẩy bóng ra phía bên này, anh em biết tại sao không? Bởi vì có thằng Franco nó ganh mỡ anh em ạ. Úi ôi, Franco kéo ảo ma Canada Lazada Nobita Suka nha. Và ở đây là có đó là Hanabi bắn vào vị trí của Franco, nhìn trông rất mệt mỏi. Mỡ biết rằng là Hanabi không hạ cũng đi được Franco đâu. Để mỡ nếu vào đây anh em nhìn này, đây, bay ở đây này, đây, bay luôn 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 kéo thì anh em nhìn này, đấy để mỡ lo sơi cầm được cho mình đó là cái nỏ thần tốc, sau đó dùng skill 2 để cứu Hanabi. Hanabi về đi, tôi cứu cho Hanabi, đừng có đánh nó, tí nó đánh lại cho thì ngã ngửa ra đấy. Ôi xổ ôi, đầu game đã có được 2 mạng rồi, rất là khéo con nhà bà léo, nhưng dĩ nhiên là nó thêm một chút xíu may mắn nữa anh em ạ. Rồi thì cái con Hanzo như mỡ có chia sẻ với anh em rồi, bây giờ cái skill 2 của Hanzo ở dạng huyết quỷ, tức là dạng dồn đam chính ý, là nó sẽ có cái kỹ năng đó là có cái hiệu ứng đòn đánh anh em ạ. Đó, nó có hiệu ứng đòn đánh, cho nên là Hanzo bây giờ nếu như mà anh em dùng skill 2 ở dạng quỷ một chuẩn ý thì anh em sẽ được thêm rất là nhiều sát thương đến từ cái này. Nó không chỉ gây lên một mục tiêu mà nó gây lên rất là nhiều mục tiêu.
Và bên cạnh đó, mỡ còn lên cho Hanzo đó là cái set trang bị nó mang rất nhiều hiệu ứng. Đó là cái kiếm diệt quỷ và kèm theo đó là cái gậy như ý. Cái gậy như ý thì anh em cũng đã thấy mỡ demo ở đầu video clip rồi đúng không? Tí nữa anh em sẽ thấy rõ nha. Còn ở đây là đường trên, mỡ sẽ ăn đi được cho mình đó là cái con rùa, sau đó lao thẳng vào vị trí của bên. Bên đi đâu giờ? Đi đâu có sợ, đi đâu có sợ, lên bản điểm số ngay. Mạng thứ ba đi đến đâu là có mạng đến đấy anh em ạ. Nghe chỉ trận đấu này nó sành chín quá đi anh em ơi. Đó, chơi con Hanzo này thì mỡ nghĩ là cũng nó cũng không quá là cần vào cái tỷ lệ chí mạng đâu. Và nếu như mà anh em lên như thế này, anh em sẽ có thể mở khóa rất nhanh đó là cái bộ kỹ năng đến từ những cái skill quan trọng của Hanzo. Ví dụ như là mở khóa chiêu 1 để mà nút quái này, mở khóa chiêu thứ 2 để gây sát thương, dồn sát thương bởi vì tốc đánh là rất cao. Rồi, hình như mọi thấy quanh đây là có Franco, mà sẽ dùng cái con huyết quỷ này để đi ăn cái con này trong bó cẩn, trong chắc ăn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Bây giờ nha, cầm cái lưỡi hái cũng rất là ngon nha, bởi vì cái tốc độ tấn công của cái con huyết quỷ nó cũng nhanh hơn, nó sẽ mở khóa được cái chiêu cuốn nó nhanh hơn. Và tốc độ farm của Hanzo ở dạng người nó cũng sẽ nhanh hơn, bởi vì nó sẽ có thêm đam, anh em cũng khá là ok la anh em ạ. Đấy, rồi. Ở đây là mỡ sẽ thấy có một cái tình huống mỡ số đường dưới, mỡ đang đi rất khéo, lên được cho mình đó là cái level 7. Và đây là có cái vị tướng Moscow, một tình huống gọi ninja thượng đẳng ra và dùng sát thương Moscow. Moscow đi đâu? Ông định đi đâu? Ông định đi đâu? Đó là mạng đi từ vị trí của top mỡ rồi, mạng thứ tư rồi. Đi đến đâu là gọi là mạng hạ gục đến đấy anh em ạ. Đi đến đâu là máu chảy thạch sông đến đấy. Đứng giữa là có Franco, con Franco này thì không sợ lắm, bởi Franco này nó cầm hóa đá anh em ạ, trừ khi nó kéo trúng mỡ mới sợ thôi, chứ nó không cầm tốc biến thì mỡ không sợ. Rồi, phám rừng anh em ạ, tốc độ phám rừng là ok là, ui, một tình huống ném mũi giáo để cái đấy từ vị trí của Moscow à, ảo ma Canada thế nhỉ. Ôi, trong lúc đấy thì Martin bên phía của team bạn ở đường dưới có được cái double kill khi mà cái vị tướng này kết liễu đi được Akai, kèm theo đó là Hanabi, và mạng hạ gục của cả hai đội bây giờ nó đang khá là cân bằng như anh em có thể nhìn thấy, 7 đều anh em ạ. Trong khi đó thì không ai đứng ở đường giữa, nên điều này đã làm cho mỡ đã phải thân chinh ra để dọn skill ở đường giữa. Nếu ở trong bụi chỗ thì ra tượng đẳng ở đây bớ được vào Matit. Ôi, Matit mà có level 6 trên level 7 anh em ạ, mà mỡ đánh thương là rất đau. Đừng bắt mỡ phải dùng skill 2 làm gì cả, bởi vì đánh thương đau lắm Matit ạ. Và ngon ngay anh em này, cầm cái lưỡi hái mòn nhá, mỡ vừa có tốc đánh này, mỡ vừa có đam, mỡ vừa có khả năng làm chậm cái địch và tăng tốc độ di chuyển. Nói chung là cái lưỡi hái mòn nó khá là ngon. Còn ở phía bên này là có Eudora thôi, tầm này đứng yên để mà gọi là tận hưởng tới chạy cái gì. Triệu hồi ninja thượng đẳng một lần nữa, lao vào vị trí của đó là Franco. Franco bị mỡ đánh đau của anh em ạ. Hự hạ Franco lên bảng điểm số, và đó là cái mạng hỗ trợ chứ không phải mạng hạ gục. Quẹt cầm cái con Hanzo này nó vẫn như ngày nào anh em ạ, nó vẫn là một trong những cái chất tướng mà anh em hoàn toàn có thể được đánh giá là chơi ổn ở thời điểm hiện tại, ở khoảng rank sử thi như là huyền thoại. Còn lên đến thần thoại thì mỡ nghĩ là Hanzo hơi khó chơi, bởi vì cái vị tướng này sẽ bị những cái chất tướng cơ động và mạnh hơn nó găm vào. Chơi con Hanzo anh em cần phải lưu ý một cái điều, đó chính là anh em phải ban con Natalia đi nhá. Chơi con Hanzo mà anh em không ban con Natalia đi, hoặc là anh em thẳng nó ra thì đúng là tiền đình luôn anh em ạ. Bởi vì Natalia là một trong những counter rất là khó chịu đến với cái vị tướng Hanzo này. Ở đây là mỡ sẽ dùng cái chiêu 1 kèm theo đó là trừng phạt để cướp đi cho mình đó là cái con rùa đến từ vị trí của Matisse. Sau đó Matisse bị mỡ đang đau nha. Ôi, Matisse làm gì mỡ đấy, Matisse đuổi mỡ à, thương quá đi. Ủa xồi ôi, thương Matisse quá đi, Matisse lại đi đuổi mỡ anh em ạ. Nhìn cái tình huống đuổi trong tuyệt vọng quá. Đấy, anh em bình tĩnh, trận đấu này là mỡ sẽ không lên gậy như ý trước đâu. Trận đấu này rút kinh nghiệm thôi anh em ạ, mỡ sẽ cầm cái kiếm diệt quỷ trước. Chứ bây giờ mà lên gậy như ý thì cảm giác đam nó không có. Gậy như ý nó chỉ là một cái món trang bị phụ trợ mà thôi. Nó chỉ tăng hiệu ứng đòn đánh cho anh em thôi, nó không có tăng đam, mà nó còn mất đi cái chí mạng anh em ạ. Đấy, mỡ không biết là cái con Hanzo này nó còn chí mạng hay không, nhưng mà tóm lại là chúng ta không nên lên, anh em hiểu không? Rồi, để mà ý là không nên lên thứ hai, mà anh em hãy để lên thứ ba. Đấy, lưỡi hái mòn, kiếm diệt quỷ và kèm theo đó là cái gậy như ý. Rồi, bây giờ mỡ đã có được cho mình đó là hai món đồ rồi, bây giờ khỏe lắm anh em ạ. Bây giờ mà mỡ lao và mỡ vồ vào đứa nào thì thằng đấy chỉ có tiền đình mà thôi. Ở đây là có Moscow mất cho mình đó là cái chiêu nhảy rồi đúng không? Thế thì để mỡ lo lao vào này ở đây. Úi dồi ôi, Moscow găm mỡ đúng không? Ui, mỡ không ngán anh em ạ. Moscow với chúng tôi này. Tiếp đến là vị tướng Franco này, nhưng ngay sau đó phải giật về bởi vì mỡ nhìn thấy trên minimap thì có thanh niên Matip. Thanh niên này đi lùa mỡ anh em ạ. Ây da, thanh niên Matip này đánh cũng gọi là quan sát map hay quá nhở. Cái gì đây? On report Franco ở kìa. Sao lại đi report tanker mạnh nhất Mobile Legends là như nào nhở? Cười thật đấy. Mà thôi không sao. Để xem nào, ở đây là có Matip. Mỡ sẽ triệu hồi cái con huyết quỷ ở đây. Đó, sau đó lao vào Matip. Úi xồi ôi, Matip chạy đâu con sâu. Mỡ đuổi đến cùng cho anh em. Đuổi này, rất về nha. Xời, có được cho mình đó là cái mạng thứ 8 rồi. Trong khi đó thì team mỡ cũng đang giao tranh thắng. Và ở thời điểm hiện tại là thay vì có những cái mạng hạ gục đều nhau ở giai đoạn đầu game, bây giờ nó đã lệch mất rồi.
Team bạn có được 16 mạng và team bạn có được cho mình đó là 10 mạng thôi anh em ơi. 8 mạng là đã bỏ vào túi tinh tinh trong cái tài khoản của mỡ luôn. Và tiện đường công tác thì bây giờ mỡ sẽ cướp lấy rừng của Matis, sau đó di chuyển lên đường trên. Tầm này cầm quả combo lợi hại ăn mòn và ui thêm cái gậy như thế thì anh em nhìn này, mở khóa chiêu 1 trong môn đốt nhạc mà. Hư sời, quá là khỏe luôn anh em ạ. Thề luôn, bây giờ nhá, không quan trọng là kẻ địch trước mặt có bao nhiêu mục tiêu, chỉ cần một mục tiêu cũng được, là cái chiêu 1 của cái con Hanzo này nó unlock một cách cực kỳ nhanh chóng. Nó mở khóa, nó làm cho team bạn nó cứ phải gọi là tiền đình luôn. Mạng thứ 9 và team bạn bây giờ họ đang rơi vào khủng hoảng. Họ đang không biết cách phải đối đầu với một cái con Hanzo này như thế nào ở đường dưới. Anh em nhìn cái skill 1 của mỡ nhà nó mở khóa này. Ui rồi trong một đốt nhạc luôn anh em ạ. Lên bảng điểm số là cái vị tướng Moscow. Sau đó anh em nhìn kìa, chiêu 1 của mỡ nó mở khóa còn nhanh hơn cả cái thời gian hồi chiêu luôn. Hai mạng đến từ vị trí của top mỡ. Và sau khi có được hai mạng xong thì ui rồi ôi xanh chín quá, khỏe quá anh em ạ. Chính ra cái lối lên đồ này của Hanzo nó cũng ok la phết đấy chứ, chứ không phải là lối lên đồ chôn đâu anh em ạ. Bình thường lôi lên đồ chôn là mỡ đánh còn vất vả, nhưng mà ở thời điểm hiện tại đấy anh em nhìn này, chôn kiểu qué mà phút thứ 8 ăn được 11 mạ gục chôn này, chắc là mỡ nghĩ nhiều anh em cũng thích chôn giống như là mỡ thôi. Rồi, chắc là đây không có ai đâu. Mỡ cướp đi cho mình đó là cái con cỏ tung tăng một cách rất nhanh chóng. Ở đường dưới là có Mantis và sẽ nấp ở trong bụi, chịu hồi con ninja thượng đẳng ở đây lao xuống đường dưới, nhưng mục tiêu của mỡ sẽ là Moscow anh em nhỉ. Ôi mở khóa chiếc một kìa, ôi ôi lên bảng điểm số kìa, ôi sao ông Mantis đi đâu bắt tôi. Ông sau khi hạ gục đi được cái con Hunby với cả con Akai là định đi lùa tôi đúng không? Nhưng mà bạn tôi ơi, tôi chạy mất rồi bạn ạ. À. Bạn ơi, bạn tôi chạy mất rồi. Bạn thích tôi quay lại tôi đánh bạn không ạ? Ôi trời ơi. Phút thứ 9, level 14 anh em ạ. Và anh em nhìn này. Ui, ăn lọt. Dĩ nhiên rồi, mỡ cầm cho mình đó là cái đồ đi rừng, cái đôi giày rừng. Cho nên là tốc độ đánh, ui, nhanh vãi. Đánh cho phần trăm máu anh em ạ. Hiệu ứng đòn đánh với Hanzo rất là ok like chứ. Ui. Ăn rất nhanh solo một mình. Và ở đây là có cái vị tướng Utora anh em nhìn này. Đặt skill 2. Ui, ăn lóc luôn ạ. Mở khóa luôn chiêu 1 một cách rất nhanh chóng. Tiễn Utora lên bảng điểm số thôi. Tầm này phút thứ 9 mà đã có 14 mạng đến từ cái con Hanzo này. Tầm này là team bạn được tiền đình thôi. Tầm này là GG well play anh em ạ. Chứ tầm này là đánh cái gì nữa ạ. Ôi xồ ôi. Trong khi đấy đồng đội của bữa nó còn đánh hay như thế này thì hỏi sao team bạn nó sập gầm sớm. Đánh như thế này kiểu không chịu thương hoa tiếc ngọc thì đúng là toang rồi. Ở đây là có Franco anh ta khá cứng. Mỡ nhìn vào cái cách mỡ lao vào Franco là mỡ biết anh ta chỉ cầm cái hóa đá để mà theo kiểu combo thôi. Chứ cũng biết chơi là phết đấy, cũng là một cái tanker ổn áp phết đấy anh em ạ. Nhưng mà có một cái vấn đề đấy là cái con Franco này thì nó hơi bị bất lực trong cái việc đi ganh mỡ, bởi vì mỡ cứ thấy ai ở đâu là mỡ giật bóng đến đấy anh em ạ. Rồi, đường trên là có cái vị tướng bên, kèm theo đó là Moscow, mỡ sẽ bay vào cái ninja thượng đẳng, lao vào đó là cái vị tướng bên trước, sau đó ơi, trời ơi sao tự nhiên lại có cái con Mantis ở đâu ra thế? Con Matis nó cancel, nó không cho mỡ đánh thường. Nó dùng cái đường kiếm trí tử anh em ạ, là hơi khó chịu. Nhưng tuy nhiên ở đường trên thì bạn máu đã quá giấy rồi, nên là Moscow và kèm theo đó là B đã phải lên bảng điểm số. Ở đây mỡ sẽ triệu hồi cho mình đó là cái ninja thượng đẳng, lao vào đó là cái vị tướng. Ở đây là Franco chúng ta đánh luôn. Ây, thằng Matis nó ra. Ôi dồi ôi, thằng Matis nó ra cái ấy. Thằng Matis nó ra cái chân thân của mỡ. Matis này cục xúc quá. Đánh chơi game kiểu đi tìm đúng bản thể. Mantis này biết chơi phết đấy. Chỉ mỗi một điều là Mantis này nó không biết lên đồ tanh thôi. Nhưng ở đây quay trở lại đối với diễn biến trong trận đấu này là mỡ lao vào kích chiêu 1 rất nhanh, tránh khỏi đàn cá đến từ vị trí của bên hạ cũng đi được. Đó là cái vị tướng Franco, sau đó tiễn Mantis lên bảng điểm số. Tiếp đến là truy kích vào các thành viên bên phía của Utora, kèm theo đó là Moscow nhưng không đủ máu. Và thật ra cái tình huống vừa xong cũng chẳng bao giờ đủ máu đâu anh em ạ. Bởi vì là cái gì nhỉ? Cái nó gọi là cái gì anh em tự nhiên mẹ quên béo mất. À, cái cầu xét của cái con Eudora nó đã làm choáng mỡ mất rồi. Cho nên đầy máu phát vừa xong thăng thiên thôi. Vì nhà chính còn bị bắn mà. Mỡ còn bị bắn bởi nhà chính mà. Rồi, team bạn bây giờ đúng là chỉ còn cái túp lều tranh ở nhà mà thôi. Không còn một cái công sức, không còn một cái cách gì để mà có thể gọi là lật được cái trận đấu, khi mà cả cái trận đấu diễn ra 12 phút mà team bạn chán đi được cho mình đó là một cái mạng nào cả. Đánh rất khổ anh em ạ. Và bây giờ thì mỡ ung dung thôi, ăn đi cho mình đó là cái con lot thứ hai một cách rất đơn giản nhanh chóng. 42.000 máu nhưng mỡ lên đồ hiệu ứng đòn đánh, cho nên tốc độ ăn nó là quá nhanh. Ui dồi ôi, đánh nhau à? Team bạn cũng biết còn đọc map đấy, thế thì để mỡ lo ra đánh nhau luôn anh em ạ. Lọt để sau, hạ cũng đi được nào, ở kia lại đẩy ra nào, để mỡ cái lù mẹ, mỡ bị thằng Moscow bóc lốp rồi, thằng Brazil anh em ơi.
Ôi dồi ôi, tí nữa thì con Hanabi lên bảng điểm số anh em ạ. Ơi, thế team bạn bay màu 4 đâu mà chỉ có mỗi ông Indura như thế này thì lót là của team mỡ rồi. Wow. Một cái trận đấu mà cá nhân mỡ cho rằng là mỡ thấy cái con Hanzo này lên cái lưỡi hán mòn và kiến diệt quỷ nó khá là ổn và khá là hay đấy anh em ạ. Không biết là anh em thấy cái lối lên đồ này nó như thế nào, thì anh em hoàn toàn có thể để lại comment bên dưới video clip cho mỡ biết. Và mỡ cũng rất muốn comment của anh em có thể giúp mỡ sáng tạo ra được những cái giáo án và những cái set build thú vị hơn đấy anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ end game thôi. Trận đấu này team bạn có vẻ như là đến tập cuối game bọn nó có đồ ấy sao ấy, bọn nó đánh kinh vãi cả trưởng anh em ạ. Chưa end game được rồi thì mỡ mất ba đáng, mất sắp mất Akai, vâng mất Akai rồi, mất Hanbi, chỉ còn lại mỗi con và mỡ mà thôi. Moscow đang bắn vào vị trí của đó là God, nhưng mỡ lao ra can thiệp và end game luôn, không nói nhiều. Nháy đèn anh em ạ, là một thủ tục không thể quên trước khi mà trận đấu này kết thúc. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo. Nhớ để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.